Chủ đề ngày hôm nay đó là kỷ niệm nào khi mà ở Nhật làm mình nhớ nhất. Hey, bên sẵn, anh chị về qua. Vâng, xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với channel của Samurai Chào. Đã một thời gian khá lâu rồi mình không ra những clip mà nó dài dài một chút. Dạo này thì mình chỉ kịp có thời gian để ra những clip mà nó ngắn ngắn hài hài một chút thôi. Rất xin lỗi các bạn bởi vì đợt này mình đang bận một dự án một chút xíu. Nhưng mà dự án này nó dành cho các bạn chứ không phải dành cho mình. Ok, thế nên chịu khó đợi mình thêm thời gian nữa, mình sẽ lại ra clip đều đều. Và các bạn cùng chờ xem dự án này là dự án gì các bạn nhé. Và chủ đề ngày hôm nay đó là kỷ niệm nào khi mà ở Nhật làm mình nhớ nhất. Cái hồi mà còn ở Nhật ấy, thì mình nhớ rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà trong đó cái kỷ niệm mà hồi mới qua Nhật khi mà còn học trường tiếng ấy, chắc là những kỷ niệm mà đáng nhớ nhất. Và có một kỷ niệm mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn. Nó như nào nhỉ? Khi mà nghe đến những cái điều này mình cảm thấy rất là nhớ Nhật. Nó cảm giác ở trong người mình rất là natsukashi. Natsukashi na to motteru. Ngày trước mình ở ga Chikatetsu Narimasu. Ở gần đấy thì nó có một công viên khá là to, đó là Hikari ga oka koen. Hồi mới sang thì mình hay đi chơi bóng rổ. Và cái tầm mà đi chơi bóng rổ ấy, hồi đấy là mình học lớp ca sáng. Còn buổi chiều thì ở nhà thì chưa đi làm, rất là rảnh. Thì cứ đến tầm chiều tầm 5:30 vào trong công viên chơi bóng rổ thì mình lại nghe thấy một cái điệu nhạc này. Đảm bảo cho các bạn nghe xong thì các bạn sẽ thấy rất là nhớ Nhật. Ok, bây giờ cùng nghe nhé. Ok, như các bạn vừa nghe đấy. Cái này nó thường, nó như kiểu là cái loa phường ở Việt Nam của mình ấy. Cái tầm từ tháng 3 đến tháng 9 ấy, thì họ sẽ, loa phường, nó gọi là loa phường nhá, thì họ sẽ thông báo vào tầm 5:30. Nó cũng tùy từng khu vực, nhưng mà hồi đấy mình ở là Tokyo và ở Itabashiku. Thì cứ đến tầm 5:30 là loa phường này, họ sẽ phát cái bài nhạc này. Đó là thông báo đã 5:30 rồi. Và như kiểu là chú ý bọn trẻ nhỏ ấy, là chơi đến muộn thì không tốt và nên trở về nhà sớm. Thế thì tên chính thức của cái này nó gọi là Bosai Musen Teiji Chime. Bosai tức là như kiểu là phòng chống thiên tai đấy. Còn Musen ở đây nó là như kiểu là không dây. Ví dụ như Musen Mao Sự là chuột không dây này. Teiji là những cái thời gian quy định cứ đúng giờ. Còn chai mự là chuông thôi. Thế thì cái này thì các bạn cũng có thể hiểu nó là dạng như kiểu là hệ thống loa phường cũng được nhá. Thông báo là về cái thời gian nhất định ở trong ngày, cảnh báo bọn trẻ con ấy. Nó chơi ở ngoài thì rất là, chơi ở tối muộn thì rất là nguy hiểm. Thế nên là đã 5:30 rồi thì chúng ta nên trở về nhà. Ok, và sau đây thì mình sẽ luyện nói lại câu này. Rồi, nghe đeo tai nghe. Ok, và sau đây thì mình sẽ cùng luyện nói câu này để cho nó thỏa lòng nhung nhớ Nhật Bản các bạn nhé. 5:30 になりました. 外で遊んでいる子供たちは 気をつけてお家へ帰りましょう. 5:30 になりました. 外で 遊んでいる子供たちは気をつけてお家へ帰りましょう. Nghe thì nhớ Nhật quá các bạn ạ. Không thể chịu được. Thế còn các bạn thì sao nhỉ? Các bạn có kỷ niệm nào liên quan đến Nhật mà cực kỳ nhớ thì các bạn cứ comment ở dưới nhá. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ còn rất là nhiều kỷ niệm. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và các bạn cố gắng chờ mình một thời gian nữa, mình sẽ ra video đều đặn hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi kênh Samurai Chan của mình. Và nếu mà bạn nào mà đang dùng TikTok thì nhớ follow TikTok của mình nhá. Samurai Chan Sipchu desu ga. Hai minasan, kono douga omoshiroi na to omotteru kata, zehi iine botan to channeru no toroku o onegai itashimasu. Honjitsu mo go seishou domo arigatou gozaimashita. Ja ne.